Kính chào quý thầy cô đã đến với kênh của Nguyễn Minh Quang. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý thầy cô một cái lỗi ở trong việc là chúng ta sử dụng Google Meet để dạy học online. Thì khi chúng ta trình chiếu một cái file PowerPoint, tức là bài giảng PowerPoint, thì đến máy của học sinh, thì khi đó thì học sinh nó không có nhận được tín hiệu, thì xảy ra cái lỗi này. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý thầy cô cái cách để chúng ta khắc phục triệt để cái tình trạng này. Thì ở đây tôi có một cái file PowerPoint chuẩn bị sẵn như thế này. Đây, đây là file bài giảng tôi chuẩn bị sẵn. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ và trình bày cái bài giảng đó. Thì thầy cô đã biết rồi. Thì chúng ta sẽ nhấn vào nút trình bày nè. Rồi, ở đây thì thầy cô thường là nhấn vào cái trình bày là một cửa sổ. À, lý do là mình chỉ muốn trình bày cái bài giảng thôi, chứ mình không có muốn trình bày những cái tài liệu khác. Do đó mình chọn là một cửa sổ nè. Đấy, thì ở trên đây nó xuất hiện ba cái cửa sổ đang mở. Ở bên trái đây là cửa sổ trình duyệt nè. Ở bên phải này là cửa sổ cuốn sách giáo khoa tôi đang mở nè. Rồi ở giữa đây là cửa sổ cái bài giảng trình chiếu của mình ha. Vậy mình muốn chia sẻ cửa sổ này thì thầy cô sẽ chọn vào cửa sổ này nè. Rồi nhấn vào chia sẻ, nhấn nút chia sẻ nha, nút màu xanh này thầy cô. Đấy, thì lúc này thầy cô thấy không? Ở trên điện thoại của học sinh đây, nó đang nhận được cái tín hiệu bài giảng của mình ở đây. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ show bài giảng lên, tức là mình trình chiếu bài giảng đó thầy cô. Rồi, mình show bài giảng lên như thế này. Đấy. Thầy cô chú ý trên điện thoại của học sinh ha. Nó không có thay đổi gì cả. Bây giờ mình chiếu câu hỏi thứ nhất nè, nó cũng không có thay đổi gì. Đây, tới câu hỏi thứ hai nè, nó gặp một cái lỗi là điện thoại nó đứng luôn, nội dung nó không có chuyển đổi gì cả. Đây, các thầy cô thấy không? Không có chuyển đổi gì. Thì để khắc phục cái tình trạng này cũng tương đối dễ thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với thầy cô có hai cách khắc phục nha. Để mình thoát cái này cái. Rồi, quay qua đây để mình dừng trình bày nha. Dừng trình bày cái ha. Rồi, cách khắc phục thứ nhất là trước khi trình bày, tức là trước khi chia sẻ đó, thầy cô show bài giảng lên trước nha. Mình show bài giảng của mình lên trước. Vậy thì khi show bài giảng như thế này thì làm sao có thể là quay lại cái màn hình Google Meet được? Thì để quay trở lại cửa sổ Google Meet á, thì thầy cô nhấn tổ hợp phím Alt Tab nha. Nhấn cái bàn phím á, nhấn Alt Tab nè. Đây thì cô thấy nè, nó xuất hiện nhiều cửa sổ ở đây, cô nhấn Alt Tab. Đấy, đến cái lúc là nó chuyển cái cửa sổ qua cửa sổ Google Meet của mình ở đây nè, nó chuyển qua đây thì thầy cô buông ra. Đó, thì lúc này nó chuyển lại cửa sổ qua Google Meet rồi. À, tiếp theo thì thầy cô nhấn vào trình bày bình thường nha, trình bày một cửa sổ. Rồi, ở đây thì lúc này nó xuất hiện thêm một cửa sổ đây, cửa sổ này. Cửa sổ này là cửa sổ bài giảng của chúng ta đang trình chiếu nha. Còn cửa sổ này là bài giảng ở trạng thái là chưa trình chiếu, thì chúng ta sẽ chọn cái cửa sổ là đang trình chiếu nè. À, cửa sổ này ha, cửa sổ thứ hai nè thầy cô. À, thầy cô nhấn chia sẻ. Đây, bên điện thoại của học sinh nó đang nhìn thấy nè thầy cô. À, ha, nó đã nhận được cái tín hiệu rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu thử nha. Đây, bên điện thoại của học sinh sẽ nhận được ngay ha. Đó, chiếu qua nè. Đó, nhận được đầy đủ luôn thầy cô. Đó, như vậy là mình đã khắc phục được cái tình trạng là lỗi khi mà trình chiếu PowerPoint này thầy cô. Rồi, tuy nhiên thì tôi sẽ chia sẻ với thầy cô cái cách thứ hai mà chúng ta có thể là khắc phục được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dừng chia sẻ. Cách thứ hai này thì mình không cần phải show cái bài giảng lên trước nha, không cần show luôn. Rồi, vậy làm như thế nào? Thầy cô sẽ vào cái nút trình bày ha, nút trình bày ở đây. Rồi, chỉ có cách là thầy cô sẽ trình bày toàn bộ màn hình nha. Thầy cô chọn vào trình bày toàn bộ màn hình ở đây. Rồi tiếp theo là thầy cô chọn cái màn hình ở đây. Rồi chọn nút chia sẻ. Thì lúc này học sinh không những thấy được cái tài liệu mà mình chia sẻ, mà thấy được tất cả các tài liệu ở trên máy nếu mình mở lên ha. Tức là sao? Tức là trên máy tính của mình nhìn thấy được tài liệu gì, nhìn thấy được cái giao diện như thế nào,
thông tin gì thì học sinh nó sẽ thấy toàn bộ những thông tin đó giống như mình. Rồi, thầy cô nhấn vào chia sẻ nè. Rồi, thầy cô cứ thu nhỏ cái cửa sổ này xuống thôi. Thu nhỏ xuống. Đấy. Đây, đây là cuốn sách giáo khoa. Đây, trên máy của học sinh nó nhận được là tín hiệu là sách giáo khoa luôn này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ trình chiếu bó bo nè. Nè. Đấy, máy của học sinh nó nhận được nè. Bó bo luôn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ show lên ha. À. Thì khi này mình show tới đâu đó, thì học sinh nó sẽ nhận được bài giảng tới đó luôn đó. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái cửa sổ này lại ha. Trình bày qua sách giáo khoa nè, trình bày qua sách giáo khoa học sinh nó cũng nhận được sách giáo khoa luôn. Rồi mình có thể là gì, mình có thể là mở một cái hình ảnh này nào đó lên đó, trên máy của mình đây, hình ảnh trên máy của mình thì trên máy của học sinh cũng nhận được ngay đó. Đây là cái cách chia sẻ toàn màn hình thì nó sẽ không có bị giới hạn nội dung thầy cô. Rồi hôm nay video của tôi sẽ dừng ở đây ha. Chúc thầy cô có những cái buổi dạy thật là tốt. Cảm ơn quý thầy cô đã chú ý theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại quý thầy cô trong những cái video tiếp theo nha.